Giảm mỡ không sưng bầm sẽ như thế nào? Người thân của em từng làm đẹp ở đây à, có lẽ làm mũi ở đây á, mọi người em làm về là rất là đẹp và cái phần chăm sóc hồ sổ đằng sau rất là tốt và mấy anh chị điều dưỡng cũng rất là nhiệt tình, anh chị luôn trực 24/24 luôn à. Hồi trước mọi người của em nó rất là mập phồng rất là to luôn à, cũng rất là ngại để mặc những cái đồ ốm đồ body á, chị thấy là lúc nào mình cũng vẫn những cái đầm rất là rộng để mà mình che được đi cái vòng eo của mình á, và hy vọng là sau khi làm thẩm mỹ xong thì mình có thể thỏa thích mặc được những thứ mà mình thích á, để khoe vòng eo. Cái công việc của em là đa số là ngồi không mà ăn uống là rất là khuya, nếu không ăn thì nó bị mất sức á, một thời gian để tập luyện á, sau nhiều năm rồi là cứ tích lại như vậy á, uống nước nhiều hơn hay là nhìn ăn hay là tập thể dục thử đồ nữa chị, không đáng kể quá nhiều á, em cũng không phải là người thực sự là quá kiên trì nữa. Sau khi mà làm xong là cả nhà 4 ngày thôi, cả nhà thấy không, không có sưng bầm gì hết nha cả nhà. Và đặc biệt á, là bên em công nghệ Lipo cho sau này á, nó sẽ hỗ trợ làm săn chắc da cho mình nữa, cho nên cả nhà trời ơi rất là xuất sắc nha cả nhà ơi, đừng có sợ là sau khi làm xong nó sưng bầm này kia, nó đau đớn này kia, không có nha. Chọn Lipo Ultrasound có eo thon nhẹ nhàng,